Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc tiêu thụ sản phẩm sơ sợi polyester Đình Vũ giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Trên cơ sở thỏa thuận này, Tập đoàn Dệt may cam kết chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc tập đoàn mua sản phẩm sơ sợi polyester PVTEX Đình Vũ với khối lượng không thấp hơn 50% tổng nhu cầu tiêu thụ sơ sợi liên quan của đơn vị trong tháng với giá cả cùng phân khúc trên thị trường. Ngoài ra, thỏa thuận này còn quy định việc hợp tác chặt chẽ trong công tác phát triển thị trường khi Vinatex sử dụng các sản phẩm sơ sợi của PVTEX làm nguyên liệu đầu vào cho các dây chuyền sản xuất sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là sang các thị trường mới. Qua thỏa thuận này, hai bên quyết tâm thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc nội địa hóa nguyên phụ liệu sản xuất nói chung và ngành dệt may lên đến 60% nói riêng, hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tinh thần chỉ đạo của chính phủ và thỏa thuận sử dụng sản phẩm của nhau giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.